Trò bẩn của RFA xuyên tạc chống phá bầu cử ở Việt Nam Đại Á Châu Tự Do, RFA, được biệt đến là nơi chứa chấp những nhà báo rộng hay những kẻ chuyên xuyên tạc tình hình Việt Nam, mang danh làm báo mà không điểm xỉa đến sự thật, không xác minh kiểm chứng thông tin, chỉ rạc một dòng điều cổ tình nương theo một vài cá nhân chống đối, bất mạng để quyết kết. Xuyên tạc, chống phá chế độ, trong tư duy logic, gọi đó là trò ngụy biển, trong xã hội gọi đó là trò xạo biển, trong đời sống gọi đó là xạo trá đổi trắng thay đen. Mới đây, để chống phá bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân sắp tới, RFA đăng bài có cử tri công khai tẩy chay bầu cử trong đó phỏng vấn 3 trường hợp. Tòa những kẻ chống đối chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh là bác sĩ Đinh Đức Long, Trần Quang Tuyển, Phạm Công Úc đưa ra những lý do tẩy chay hoặc không đi bầu cử vì ông chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp, hoặc nghe những ứng viên trên thuyết trình về bản thân, cũng như chương trình hành động của họ. Chưa bầu thủ tướng thì đã có thủ tướng mới, chưa bầu chủ tịch nước, đã có chủ tịch nước mới việc bầu cử có thể chỉ là việc hợp thức hóa các chức danh của đảng hay họ dẫn lời của nhà hoạt động dân chủ đinh quang tuyển vì người này không thừa nhận đất nước mình không thừa nhận nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhìn qua bất cứ bạn đọc nào tên ý sẽ phát hiện bản chất kẻ được chọn lựa hoặc ảo cử tri để phá hoại bầu cử thứ nhất việc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đại diện cho các tầng lớp người dân trong xã hội thực hiện quyền lực nhà nước tối cao của mình để từ quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp bầu lên lãnh đạo chính quyền các cấp thủ tướng bộ trưởng trưởng anh chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị việc bầu cử được luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp quy định chặt chẽ về tất cả các nội dung phương thức quy trình thực hiện bầu cử từ việc giới thiệu ứng cử các hội nghị hiệp thương tiếp xúc và trình bày trước cử tri công khai thông tin quy trình tiến hành bầu cử quyền và cách thực thực hiện bầu cử chính vì luật đã quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm việc bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đạt mục đích. Yêu cầu là bầu đúng và trúng những người xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội làm tốt nhiệm vụ thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, đáp ứng quyền lợi, trách nhiệm của đông đảo quần chúng, thúc đẩy đất nước phát triển. Không thể viện lý do, bản thân không quan tâm, biệt buổi đối thoại với ứng cử viên, không được biết chương trình hành động của ứng viên là từ cho mình phải quyền từ bỏ quyền công dân của mình. Thứ hai, việc quốc hội khóa 14 bầu thủ tướng, chủ tịch nước và một số thành viên chính phủ do những lãnh đạo đó đã hết nhiệm kỳ. Đòi hỏi phải thay thế là chuyện hết sức bình thường. Đến khi có quốc hội khóa 15 thì những chức danh này mới chính thức được kiện toàn cho nhiệm kỳ mới. Cách thức tư duy, nhận thức về bộ máy chính phủ hiện nay của ông luật sư phạm công ụt xem ra hỏng nghiêm trọng. Thứ ba, với những nhà hoạt động dân chủ từ xưng hiện nay được rfa trọng dùng đóng vai cử tri. Ai mà chả biết họ là dân chủ cuội, mượn danh hoạt động dân chủ để xuyên tạc, chống phá, phạt tán những luận điều phi lý. Một cá nhân như Đinh Quang tuyển biểu tình viên chuyên nghiệp, không chấp nhận đất nước mình, từ chối nơi mình sinh ra, vậy kẻ đó có giống với người dân luôn đóng vai yêu nước, đấu tranh cho xã hội dân chủ, thường tôn pháp luật hay không? Một kẻ như Đinh Đức Long vì bất mạng, bị khai trừ và tuyên bố bỏ đảng từ năm 2014 phủ nhận quy trình bầu cử, hoạt động tiếp xúc cử tri đang diễn ra sôi đồng những ngày qua viện lý do mình không biết thì mình có quyền phủ nhận. Còn một kẻ vốn là một luật sư am hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, nhưng ông Phạm Công Úc giả vừa đóng vai tin tưởng vào sự lựa chọn của chính quyền nên chưa bao giờ đi thực hiện sự mình đó chỉ vì việc bầu cử có thể chỉ là việc hợp thức hóa các chức danh của đảng, nhà nước thôi trong hoạt động bầu cử. Pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ quyền tố cáo, phạt hiện gian dối giúp cho việc bầu cử bầu được người xứng đáng, đồng thời cũng quy định chế tài rõ ràng với người bịa đặt, vu khống, nói xấu người khác nhằm mục đích đen tối như gây hại, gây nhiều thông tin, làm tổn hại danh dự, uy tín người khác, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả bầu cử. Luật quy định sự nghiêm các đối tượng suy diện, cắt giảm thông tin nhằm làm sai lệch bản chất vụ án, vu khổng các cơ quan chức năng, quy kết để gây ra sự nghi ngờ, hoang mang trong dư luận quần chúng, nhất là thời điểm chuẩn bị diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nên các đối tượng xấu không thể vải thưa che mắt thánh, không thể qua mặt được lực lượng công an. Trước đó, một số đối tượng thu địch phản động, cơ hội chính trị được RFA cùng truyền thông Việt Tân, Nhật Kỳ Yêu Nước, Dân Làm Báo, VOA truyền thông quảng bá là một số người tự ứng cử, quảng bá, mừng giỏ bẻ măng nhân khi số đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt giữ. Điều tra thì họ lại quy kết lưu loa là do tự ứng cử. Sau khi các đối tượng bị bắt, khởi tố thì các trang, một số tài khoản Facebook, blog của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá tung các luận điều xuyên tạc vu khổng cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên là chỉ dấu cho thấy đang có đợt trần áp trước bầu cử nhằm bọc nghẹt, bịt miệng các tiếng nói trái chiều để từ đó họ cổ suý, kêu gọi những người hoạt động vì dân chủ lên tiếng đã kích, các đối tượng chống đối. Cơ hội chính trị muốn nhân cơ hội này để tung diều trực gió, phạt tán các thông tin bịa đặt vu khổng trên mạng xã hội, hưởng lại dư luận với mục đích, ý đồ xấu. Sau khi đăng loạt bài ca người cử tri độc lập để xuyên tạc việc cơ chế, quy trình bầu cử, thì nay đến sát ngày bầu cử rfa lại tăng cường tuyển bài hô hào cho chủ đề tẩy chay bầu cử không khác tự mình lột mặt nạ cho chính bản thân hiện nguyên hành bản chất của kẻ không từ thủ đoàn nào bất chấp chiêu thức để xuyên tạc phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước này hiểu ngọc